Con đã nghe sư giảng năm chi phần của giới không sắc sanh, nhưng trong một số trường hợp con không xác định được. Chẳng hạn như khi trồng rau hoặc cây cảnh, nếu có sâu xuất hiện, con không giết sâu nhưng con ngắt cả lá mang đi chỗ khác để thả. Như vậy con sâu không chết ngay lúc đó, nhưng ở chỗ không phù hợp thì có thể nó cũng bị chết. Vậy con có phạm giới không? Làm sao để không phạm giới? Tôi nhắc lại một lần nữa, đó là khi mà quý vị ngắt cái lá mà con sâu, có con sâu á, quý vị có ý muốn giết nó hay không? Khi mà chúng ta không có ý muốn giết nó thì chúng ta không phạm giới. Mặc dù chúng ta thừa sức biết là khi chúng ta để nó ra một bên ấy, nó ăn hết thì nó sẽ chết đói, nhưng mà miễn làm sao mình không có ý muốn giết nó thì chúng ta không phạm giới sát sanh. Quý vị có còn nhớ là trong cái lần cái sự kiện của Sambi, Chư Tăng mà chia rẽ đó, rồi Đức Thế Tôn vào ở trong rừng, khi ngài ở trong rừng 3 tháng an cư thì có một con voi và một con khỉ hầu ngài. Thì con khỉ đó có lần thì khi mà nó đem một cái tổ ong, nó cúng dường Đức Thế Tôn. Cái này nó nằm ở trong Tạng Luật cũng có, mà nằm ở trong chú giải Kinh Pháp Cú cũng có. Nó đem tổ ong tới cúng dường Đức Thế Tôn để mà dâng mật lên Thế Tôn á, nhưng Đức Thế Tôn không có nhận. Con khỉ mới để ý cái tổ ong và thấy rằng trong tổ ong còn có những con nhộng con, cho nên con khỉ nó mới là lấy những con nhộng đó ra khỏi tổ ong, và con khỉ nó dâng cái tổ ong lên cho Đức Thế Tôn sau khi đã lấy hết nhộng ra. Và khi đó Đức Thế Tôn thọ nhận. Con khỉ sau khi thấy Đức Thế Tôn nhận, nó vui quá, nó nhảy nhảy ăn mừng. Và nó khi mà nhảy ăn mừng như vậy đó, nó trượt chân và nó té đập đầu xuống tảng đá và nó mệnh chung sau đó sanh thiên. Việc này nói lên điều gì? Con khỉ nó thừa sức, nó cái việc cái hành động mà con khỉ nó lấy cái con nhộng ra khỏi tổ ong á, nó sẽ khiến cho con nhộng không được nuôi dưỡng, và những con nhộng con đó có thể sẽ chết, và chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng mà con khỉ nó không hề có ý giết những cái con nhộng đó, và nó chỉ muốn lấy ra thôi để nó có thể dâng được cho Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn vẫn thọ nhận. Tức là sao? Tức là hợp pháp. Đấy, thì trong trường hợp này chúng ta không có phạm giới sát sanh. Trong trường hợp mà quý vị nói là ngắt cả một cái lá của con sâu rồi để một bên, trong trường hợp chúng ta không phạm giới sát sanh, bởi vì chúng ta không có ý muốn giết nó. Nhưng mà nói gì thì nói, tất cả các hành động có chủ ý đều tạo nên nghiệp. Nhớ nha, tất cả các hành động có chủ ý đều tạo nên nghiệp. Do đó không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp.